Cần mà đây. Ngồi luôn đi. Chỉ biết đủ các kiểu ấy. Đấy. Một phát nhấc bổng lên. Phi mạnh quá ơi, chạm dây rồi, lại từ đầu, lại từ đầu. Chạm dây. Khó lắm đi. Chỉ anh qua được là qua. Thì anh qua làm giống lúc ấy, ngồi hàng dọc ấy, xếp hàng dài xong tuồn người qua này. Bên người trên đầu ấy, giống như vậy. Bên trên đầu. Nhưng mà sao bê được anh? Bên trên đầu là chạm dây. Tuồn giống như vậy. Thử đi. Em nghĩ cứ phải anh qua trước thì mọi người mới qua được. Thì anh qua trước. Anh đang nằm ngửa ra không đấy, tuồn. Đúng lúc đấy. Như thế này nhá, nằm ngửa ra cái áo này nó trúng giống ấy, chạm dây. Hả? Làm thế nào không chạm dây là được? Ok. Cái áo. Cái đồ. Con gái phải cởi ra nhá. Thôi cứ ngửa ra thế. Áo cậu đâu nguy hiểm nhỉ? Người úp đây. Anh cứ ngửa ra. Ngửa ra nhá. Anh bao nhiêu cân anh ơi? 15. Anh ơi. Bỏ bớt tất mấy giày ra cái gì bỏ ra đây được. Chưa ăn sáng. Ba đứa cái bê lại thôi à. Bỏ tất lưng ra. Giày ra. Úi giời, bỏ thật à? Nặng hơn được bao nhiêu? Không ngờ đâu vướng thôi. Đó, ai ngồi đây? Em à. Ừ thì em sang bên này đỡ được không? Sang bên này đỡ đi. Úi sang bên đấy thì nhẹ hơn đấy. Không. Đố cậu đỡ ở đây, nặng tôi đi. Đè một cái đấy, Bây giờ em chỉ cần quay lưng ngả người, em chống tay đất để đỡ. Anh chỉ cần tìm vào lưng em thôi. Không, em chỉ nằm ngửa sang bên này nhé. Mình đã thấy quả mình đúng không? Duyên, sẵn sàng chưa? Như này được không? Trời. Hai đứa đỡ chân được không? Được, anh đỡ chân thì quá đừng đắn. Ok, dưới đây. Đấy, anh có cái gì anh cho em cắn răng cho đỡ đau nhá. Em cắn rồi, em chết rồi. Không cắn nữa. Ông có giấy vệ sinh vậy đâu nhỉ? Dưa nó cắn không nữa. Không chạm đất nhỉ, anh không chạm đất nhỉ. Ôi Ok. Có 4 người nữa. Con gái quá thư đi. Hay qua gần cuối. Em làm sao? Ai ngồi đây đó để anh bê cho chân. Chân mà chạm vạch đích để cũng làm lại đấy nhá. Ôi trời. Đơn giản thôi. Đã làm gì đâu. Đấy, cái thoải mái là ra. Sao? Đó, thoải mái, đơn giản mà. Nhẹ mà. Đi. Một đứa nào kia đỡ. Tay chống xuống này. Hai chân này. Tay chống đất. Phi sang. Ok. Chơi cả nút vào này.